Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Hôm nay thì không có đồ mới các bạn ơi. Hổ gầm gừ này thì cái gói này hồi Tết đây nè. Hôm nay là nhà phát hành bán lại nè. Mọi người có muốn mua thì mua, mình không mua đâu, mình có rồi. Để nhận kim cương đó nha. Hôm nay thì có hai bạn trúng thưởng nha mọi người. Đây, để mà trước tiên để mình mở cái hộp quà miễn phí này trước đã. Không biết là mọi người đã mở được cái gì rồi, hãy comment bên dưới nha. Ai mở được cái áo sơ mi chưa ta? Cái áo là xịn á. Trời ơi, đồ ăn không vậy? Ôi trời ơi, đồ ăn không vậy trời? Rồi, xu luôn các bạn ơi, đồ ăn không thôi. Rồi, điểm hạt mầm của mình hơi bị nhiều. Hôm qua mình đổi hơi bị nhiều điểm hạt mầm đó mọi người, 5.000 mấy luôn nè. Hôm nay là mở coi thử là... Ui, được hai kim cương nữa nè các bạn. Kim cương, tiền sao? Ui, được 10 kim cương, yeah. Lên 235 kim cương rồi mọi người ơi. Và đã có hai bạn trúng minigame vào ngày 20 tháng 4 rồi các bạn ơi. Đầu tiên là bạn có kêu nè, chơi minigame lần thứ 20. Ủa, mình tổ chức minigame được 20 lần chưa ta? Mình cũng không nhớ lắm mọi người. Nhưng mà bạn này rất là kiên trì nè, cuối cùng cũng trúng rồi nè các bạn. Em chào anh, không biết em trả lời minigame như thế này đúng chưa, nhưng mà chơi hoài không được, buồn ghê á. Em xin trả lời câu hỏi là công ty mà. Đúng rồi, hôm bữa mình có làm một cái câu hỏi vui đó. Câu trả lời đúng đó là công ty nha mọi người. Rồi, tên game là Co Kêu nè. Quà là mũ cá. Ui, không biết tại sao mà hôm qua mình dò mấy cái comment á, toàn là mọi người thích cái mũ cá không thôi. Quá trời luôn. Hí hí, em thích giọng của anh cực hay giả mang, anh đa dạng nội dung. Rồi, chúc anh mau sớm lên 100k set. Rồi, cảm ơn em rất nhiều luôn. Tiếp theo là comment của bạn Huyền Diệp Q nè. Rồi, in game là Huyền Diệp ha. Đáp án là con tim luôn, đúng luôn rồi. Quà là mũ cá. Đấy, thì ai cũng thích cái mũ cá hết mọi người. Em có đề xuất là anh Vũ có thể đặt câu hỏi khó hơn để mang tính chất văn hóa không à? Trời đất ơi, thì anh ra mấy câu hỏi dễ dễ cho mấy bạn nhỏ nhỏ trả lời đó chứ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tặng quà cho hai bạn này cho mọi người. Đều là hai cái mũ cá luôn. Rồi, đầu tiên là bạn CoQ nè. Tên thật là gì đây? U là trời ơi, bé da đen hả? Rồi, tặng cho bé này một cái mũ cá ha. Rồi, Vũ Viking tặng em luôn. Rồi, Vũ Viking tặng em luôn ha. Rồi, đó là hai bạn trúng minigame vào ngày 20 tháng 4 rồi nha mọi người. Và mình sẽ tổ chức thêm vào minigame vào ngày 22 tháng 4 rồi ha, các bạn nhớ tham gia ha. Thì quà cũng tương tự luôn. Thì nếu mình thấy comment nào hay hay thì mình sẽ tặng ba lô. Còn thôi là mình sẽ tặng hai cái mũ cá hoặc là hai cái áo trái tim ha. Rồi, cách thức tham gia cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn truy cập vào website vuviking.com. Ở bên góc trái này mình có để video hướng dẫn cho mọi người comment luôn nè. Rồi, các bạn bình luận ở bài viết ngày 22 tháng 4 ha. Ngày đó mình sẽ tiếp tục tặng tiếp cho mọi người. Và các bạn nhớ like và đăng ký video này ha. Lúc mà trao phần thưởng mà mình không thấy các bạn không đăng ký kênh thì mình không có công nhận kết quả đâu ha. Ôi, bữa giờ mình tặng không được 49 phần quà rồi mọi người. Ôi, nhiều nhất là mấy cái vương miện ha, áo rồi thùm lum tùm la hết, ba lô tùm la luôn nè. Và hôm nay là có quà đang gặp đó mọi người, hộp quà cái xác này, không biết là mọi người đã mở được gì. Bây giờ thì mình sẽ mở thứ ha. Vũ bắt cướp được cái gì đây? Trời đất ơi, đôi giày mọi người, mình chưa có xe cảnh sát. Một đôi giày ha, trời đất ơi. Ai mà may mắn mở được cái xe cảnh sát đó mọi người. Rồi, hồi nãy giờ các bạn có để ý gì không? Đây, mình mới để co lại nha mọi người. Mình mới để co lại. Đấy, các bạn nhìn không? Mới để co lại nhìn có đẹp không mọi người? Ở phía trên nữa kìa, các bạn thấy phía trên không? Phía trên là mình để một cái mắt cua nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể tham gia vào nhà của mình bắt cua cho nó vui ha. Đấy, thì một xíu mình sẽ bắt cua cho mọi người xem. Đây, sau lưng này mọi người, sau lưng nè. Wow, đó là một cái phòng ngủ của mình. Một xíu nữa mình sẽ bắt cua lên phòng ngủ cho mọi người xem ha. Phòng ngủ hơi bị xịn luôn mọi người, mà mỗi tội buồn ngủ mà muốn lên cho đó ngủ cũng hơi bị cực. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đấy, mới đi co lại đó mọi người. Xíu mình sẽ lên trên kia mình cho mọi người xem. Bây giờ thì cho mọi người đi tham quan một vòng nhà mình nha. Chỗ này thì hồi xưa mình có đề co một cái khu VIP các bạn, VIP rừng thám hiểm. Đấy, thì sau này mỗi lần có VIP thì mình sẽ đề co một cái khu như thế này ha. Ví dụ như cái khu xúc xích nè, chuẩn bị mình đề co một cái khu bán xúc xích. Đấy, kế bên. Và cái chỗ này thì cái chỗ lưu niệm của mình. Đấy, những cái huy chương vàng, bạc, đồng, kim cương rồi các kiểu, các kiểu ha. Ở đây có hai con gấu nè mọi người. Hai gấu trong hai gói VIP á. Rồi, còn bên đây. Bên đây thì mình để một cái hồ cá để cho các bạn có thể tham gia tiệc nhà mình, có thể có chỗ câu cá được các kiểu. Đấy, đẹp không mọi người? Được không, được không, được không? Quá là được đi chứ ha. Đấy, các bạn đi lên trên đây nè. Rồi, các bạn đứng đây câu thôi. Và chỗ đây thì mình có để một cái hồ cá có con chim cánh cụt phía trong đó nè. Và có 5 con cá sấu ha, vương miện luôn, xịn sò luôn. Ở đây thì có một cái thác. Đấy,
Đấy, thì sắp tới thì mình đang dự tính là mình sẽ tổ chức tiệc là đó mọi người, cho mọi người tham gia vào tiệc nhà mình cho vui. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ leo trên kia cho mọi người xem ha. Đấy, mọi người có thấy bộ đồ con hổ không? Đấy, bộ đồ con hổ đang được bán đó mọi người. Thì cái gói đó thì mình mua hồi Tết rồi. Đấy, với lại cái trang bị áo dài kìa, trang phục áo dài kìa. Đấy, bây giờ thì mình sẽ leo lên trên kia ha, cho mọi người xem cái chỗ ngủ của mình. Thì cái bắt cua này mình làm thì cũng đơn giản thôi mọi người. Đấy, thì các bạn mình cũng làm gần gần nhau nè. Thì các bạn chỉ việc nhảy lên thôi, lâu lâu thì rớt xuống thì leo lên lại cho mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ nhảy qua bên kia ha. Trời ơi, quá là đơn giản luôn nè các bạn ơi. Rồi, chỗ này thì hơi cao thì mình sẽ làm nhảy lên một cái. Đấy, đó, dễ rớt mọi người. Tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ nha. Trời đất ơi, quá là dễ luôn á. Rồi, qua bên đây nè. Rồi, chỗ đây thì cũng gần tới nơi rồi. Quan trọng là chỗ mấy con American á, các bạn nhảy qua được là được à. Đây thì lên tới rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy bộ đồ trang phục hổ cho mọi người xem ha. Trang phục hổ thì nó sẽ có 3 món nha mọi người. Đầu tiên là cái mũ nè, xong rồi bộ đồ, xong rồi sẽ là đôi giày. Đó, thì mình sẽ lấy cái mũ đầu tiên đi ha. Cái mũ này mọi người. Đấy, wow. Ui trời ơi, nhìn con hổ nó có râu luôn kìa các bạn. À, cái mặt mèo cũng hợp với cái mặt của con hổ luôn á. Rồi, áo này mọi người. Và đôi giày nữa thôi ha. À, đôi giày của em hổ đây luôn rồi. Yeah. Và mình sẽ đổi cái ba lô cho nó hợp một xíu nha. Đấy, ba lô bánh mì nè hợp nè mọi người. Ba lô bánh mì đi ha, ba lô bánh mì đi. Rồi, ui, đẹp lắm mọi người ơi. Yeah, yeah, yeah. Để mình đổi cái đồ chơi luôn coi. Wow, rồi. Mình sẽ dẫn mấy mọi người đi tham quan các đồ phòng ngủ của mình nha. Đây, đây, phòng ngủ của mình nè mọi người. Đó, chỗ ngủ của mình này đó, có cái đồng hồ báo thức luôn kìa mọi người. Đấy, thích ngủ thì vô đây ngủ thôi. Ui, đẹp không mọi người. Bên cạnh đây thì có một cái con người tuyết nè. Con người tuyết này thì từ bữa Giáng sinh đó mọi người, đẹp không? Kiểu tuyết rơi, hình như con này trong gói baby thì phải. Đấy, thì phòng ngủ của mình thì cũng nhỏ thôi mọi người. Nói chung là có một mình ở à, cho nên là nó nhỏ xíu xíu thôi các bạn. Nhỏ xíu xíu à. Chủ yếu là có chỗ để ngủ được rồi mọi người. Chứ mình phải đề co cái phòng ngủ chứ mọi người. Bữa giờ kêu mình toàn ngủ mờ ngủ bụi không à. Toàn ra mà lên ra rồi đúng ngủ các bạn. Mà muốn mà lên với chỗ ngủ của mình thì cũng cực đó nha. Trời ơi, ai muốn ngủ đi qua thì chắc té ghế luôn á. Ủa, có mấy bạn vô nhà mình chơi kìa. Ôi trời đất ơi. À, mình nhưng mà có bộ đồ con mannequin này thì mình đã gỡ ra mình mặc mất tiêu rồi các bạn ơi. Đấy, thì cái chỗ ngủ của mình đó mọi người, thì mọi người thấy chỗ ngủ của mình như thế nào, thì sắp tới thì mình sẽ đề co lại ha. Thì sắp tới thì mình sẽ đề co lại. Đây là góc phía trên nhìn xuống dưới nè các bạn. Wow, đẹp lắm. Nếu mà mình đề co những cái khu như rừng tám mỹ bên kia thì nhìn xuống rất là đẹp luôn. Với lại bên này nè các bạn, đó mình dự tính là đề co hai bên. Còn chỗ này thì mình sẽ để ngủ ha. Để ngủ thì bữa mình sẽ đề co thêm một cái mấy cái rèm rèm ở phía trên đó, nhìn cho nó đẹp, cho nó lộng lẫy. Rồi, các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Và giúp mình chia sẻ video này nha mọi người. Bye bye. À, mình quên, mình đi trả cái bộ đồ cho con American đã các bạn. Ui, 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 đứng chỗ đây là cẩn thận là bị trượt nha các bạn. Rồi, mình trả cái bộ đồ cho con American đây nha các bạn ơi, chứ nó quánh mình chết. Boop 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 bo